Xin chào các bạn, trong cuộc sống hối hả, bạn cũng nên dành chút thời gian cho những phút giây ngọt ngào. Hãy ghé qua kem Tràng Tiền để thưởng thức những hương vị độc đáo như kem sầu riêng béo ngậy, kem cỗ mềm mịn, giòn tan và kem sô-cô-la đắng nhẹ, đậm đà. Từ năm 1958, kem Tràng Tiền đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Một kinh vui cho cư dân Sơn La, hiện nay bạn có thể thưởng thức kem Tràng Tiền chính gốc ngay tại địa phương với giá cả như tại Hà Nội. Cuộc sống có thể đầy những điều không chắc chắn, nhưng kem Tràng Tiền luôn chắc chắn, rẻ và ngon. Hãy để niềm vui ngọt ngào này làm dịu đi mọi lo toan của bạn. Hãy đến cửa hàng của chúng tôi ngay hôm nay và để kem Tràng Tiền mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Liên hệ 0325 192 668 để biết thêm thông tin chi tiết. Chúng tôi luôn mong đợi được sự phục vụ các bạn.